Đội xanh và đỏ đã sẵn sàng chưa? Rồi, và đã có tín hiệu sẵn sàng từ hai đội. Thời gian đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Và hai con robot lầm lũi tiến đi, tiến vào khu vực giữa sân, nơi có những quả bóng được treo lên cây. Và đội đỏ đã có quả bóng đầu tiên, và đội xanh thì đánh rơi quả bóng xuống. Nhưng không sao hết, anh lại tiếp tục cẩn mẫn nhặt lên. Trong khi đó thì đội đỏ đã nhanh tay hơn, có được quả bóng thứ hai rồi. Vâng, nào liệu có bị trừ điểm không? Thêm một quả bóng nữa cho đội xanh, và tỷ số tạm thời bây giờ đang là 2-2. Nhưng rất nhanh chóng đội đỏ đã có quả bóng thứ ba. Và đội xanh cũng ngay lập tức trả lời có quả bóng thứ ba. Là luật chơi của chúng ta thì không cho phép các robot được chạm vào nhau, cũng như là không cho phép robot đi vào vùng thi đấu của nhau. Mỗi robot xuất phát ở khu vực màu nào thì chỉ được thi đấu trên màu sân của mình. Tuy nhiên ở vùng giữa là vùng màu xanh lá cây thì được dành cho cả hai đội. Nơi đây chúng ta có thể tranh chấp. Và như chúng ta đang thấy, đội xanh đã sang ăn trộm một quả của đội đỏ. Những trưa hè nóng nực, những trưa hè không ngủ trưa, chúng ta đi ăn trộm hoa quả nhà hàng xóm. Và ngay lập tức đội xanh cũng... Vâng, đội xanh bây giờ thì đổi chiến thuật, lấy quả ở nhà mình, không đi ăn trộm nữa. Rất loay hoay. Nắn nót, vâng, và đã được rồi. Thời gian vẫn còn rất nhiều, 84 giây nữa cho trận đấu. Nhìn vào kết quả thì đội 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, vâng, có vẻ như một kết quả hòa. Vâng, chính xác là như thế. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Một kết quả hòa.